Chào mừng các bạn đã quay trở lại với STKID TV. Như đã hứa, ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú chuột đi bằng 4 chân. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để tạo hình được chú chuột, chúng ta cần 4 quả bóng màu xanh lá cây, hoặc là 4 quả bóng cùng một màu theo ý mình chọn, một quả bóng màu vàng và một quả bóng màu đen. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi một quả bóng màu xanh lên trước. Quả bóng màu xanh chúng ta thổi khoảng nửa quả. Tiếp theo chúng ta bóp mềm, thật là mềm ở ngay đoạn đầu này, đúng không tay? Chúng ta vừa bóp và chúng ta vừa xoắn khoảng đúng không tay. Vừa bóp, vừa xoắn. Để cái đoạn này chúng ta sẽ có đoạn rất là mềm. Đó. Chúng ta cột cái này. Rồi. Chúng ta cột như sao cho nó mình có cái độ kém này các bạn. Chút xíu mình làm mũi của con chuột. Tiếp theo chúng ta làm một đoạn khoảng 4 ngón tay. Ta tạo một cái khóa ở đây. Cái khóa này khoảng 1.5 ngón. Tiếp theo ta cũng tạo một đoạn 4 ngón tay cân đối bằng cái đoạn này. Ta cột chung vào đây. Ở đây chúng ta bóp mềm. Ở đây mình làm một đoạn khoảng 5 ngón tay. Cũng vào đây. Tiếp theo chúng ta cuốn một vòng tròn. Bên này cũng một vòng tròn khoảng 4 ngón tay. Sao cho mình giữ được cái đầu này cho nó tròn nha. Rồi mình ngắt bỏ, để giữ lại một đoạn. Cực nhỏ. Cực 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 cực
cho con chuột các bạn nha. Cái này chút xíu là dùng. Còn cái này là cái muỗng của con chuột. Bây giờ ta sử dụng. Ta lấy đầu này, ta luồng vô cái đúng này. Đây các bạn. Ta kéo thật căng. Ta cột vô cái khóa rồi. Các bạn kéo thật căng chút xíu các bạn nhé. Bây giờ ta chỉnh sửa cái mũi con chuột. Rồi, chúng ta đã xong cái đầu của con chuột. Tiếp theo ta thổi quả bóng màu xanh lá cây lên, tiếp tục thổi khoảng nửa quả. Trên này ta có ta làm khoảng tầm 7 ngón tay. Có 7 ngón tay. Tương tự. Đây ta khóa một cái khóa. Khóa khoảng 2 ngón tay thôi. Tiếp tục làm một cắt một đoạn khoảng 7 ngón tay tương tự. Ở đây ta bóp mềm, ta làm một đoạn khoảng 8 ngón tay, dài hơn một chút xíu. Tiếp theo ở đây ta làm một đoạn, ta làm một đoạn khoảng 4 tay. Đây ta làm 3 cái móng chân, 3 móng chân của con chuột. 3 móng chân đó là tương đương với 3 cái khóa, một cái khóa khoảng 1 ngón tay. Khóa này càng đẹp càng đẹp các bạn. Ta thổi một quả bóng màu xanh lên khoảng nửa quả thôi. Đây chúng ta sẽ tạo một cái trái nho nhỏ đây cộng với hai cái khóa nhỏ ở đây. Như thế này, một trái nho làm cái khóa. Ta làm một trái nho nhỏ ở trong
và một trái nho nhỏ ở ngoài. Trái nho nhỏ ở ngoài chúng ta sẽ làm cái khóa. Rồi như thế này các bạn nhé. Ta bóp này. Ta án chừng xuống tới đây. Đây các bạn nhé. 15 cm. À, tùy các bạn ướm sao cho bằng cái này được. Đây, đây là hai chân trước. Hai chân trước của chú chuột. Nha. Đây. Tiếp tục làm ba cái móng chân và ba cái khóa. Ba khóa nhỏ. Ta làm một trái nho khoảng hai ngón tay ở đây và ta làm ba cái móng tương tự làm chân bên kia. Ta đo sao cho hai chân bằng nhau nhé các bạn. Ta vào từ dưới lên. Đây ta sẽ cổ một khóa. Tiếp theo, ta cũng làm cái khóa.
hơn hai ngón tay chút. Tiếp tục. Khoan lại. Chúng ta đã có hai trục như thế này. Mục đích là nhét vô hai cái lỗ tai này ngắn. Thiếu phần gì? Phần chuôi là quả màu xanh cuối cùng đó các bạn. Đuôi dài hơi đôi ngắn cho mình nhé. Mình thổi lên một chút xíu này. Mình lấy đuôi khoảng tầm này thôi, cho cân đối với chuột. Để lại một cục hơi. Ta cột vào phần đuôi. Ta lấy phần này ta làm cái khóa. Đuôi con chuột. Rồi chúng ta lấy cái phần bóng vàng hồi nãy mình làm. Làm cái tai còn dư. Chia đôi ra. Thế này. Ta thổi ít hơi cho nó phồng cái này lên các bạn. Thì chúng ta làm thêm mí mắt cho con chuột. Cái mí thứ hai. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chú chuột đi bằng 4 chân, 1 chân, 2 chân, 3 chân và 4 chân. Có thêm cái đuôi. Đây các bạn coi. Đúng là này là chuột đồng hay chuột cống. Chít 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 chít. Ok. Chú hề ST làm được. Các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái. Và hẹn gặp lại.